Này, khà khà thôi nhé. Bố ơi, bố ơi, chào bố, chào bố ạ. Bố ơi, mà tại sao bố lại khóc ạ? Tại sao bố lại khóc? Bố ơi, bố đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa bố ơi. Bà tin cách ơi, chuyện này có lẽ ngay cả đến bà nữa cũng không dám xem đâu phải không ạ? Mà ông lão đã nghe thấy chưa? Hãy nói đi. Ông lão nghe thấy chưa? Ông lão nghe thấy rồi. Cừ quá, ông lão đã nghe rồi. Ông già Vương đã nghe rồi. Bảo bảo này, thế ông già Vương có cười không? Làm sao còn cười được nữa? Cái gì? Không cười thì làm sao ông lão vui vẻ được? Hãy nói đi chứ. Ông lão khóc đấy. Cái gì? Cậu không nói dối mình đấy chứ? Không, bối bối không nói dối đâu. Phải, mình không nói dối cậu đâu. Bối bối nói thật đấy. Ông già Vương khóc thật đấy. Thế tại sao ông già lại khóc? Rõ ràng mình vừa nhìn thấy ông đang vui vẻ cơ mà. Chuyện này đến mình cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Cậu nói gì? Mình đã lú lẫn cả rồi, các cậu nói cho mình biết đi. Theo mình nghĩ thì ông già Vương có lẽ có chuyện vui lắm. Ông không nói nên lời được và cảm động chảy nước mắt ra, có thế thôi. Đúng như thế đấy. Ngay cả những lúc gặp chuyện gì bực mình, chuyện oan ức, tức lắm không nói ra lời được, thế cũng chảy nước mắt ra, cũng khóc đấy. Kỳ kỳ. Nào, Tiểu Long Nhân ơi, thôi đừng buồn nữa, bây giờ chúng ta đi thôi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Nào. Nào chúng ta đi. Phải đi, Tiểu Long Nhân ạ, phải đi nữa, rồi mới biết được chuyện gì là đúng sai, chuyện gì là phải trái. Chuyện gì thế? Có cái gì ngáng đường mình ấy? Thế à? Cái gì mà lạ thế nhỉ? Mình cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nữa cả. Bà tin cách ơi, bà hãy nói cho chúng cháu biết đi. Anh rồng nhỏ đang buồn hay đang vui thế hả bà? Ngày hôm qua anh rồng nhỏ buồn lắm, còn phát khóc nữa cơ đấy. Anh bảo bảo, anh bối bối đều nói là bà có thể giúp được Tiểu Long Nhân. Thế thì bà hãy giúp anh ấy. Hãy giúp anh ấy nhanh lên bà. Này, có chuyện gì thế hả? Hãy nói đi. Để xem nào. Đi, đi xem sao đi. Cẩn thận đấy. Có nhìn thấy gì không? Này, tại sao ông lão lại không treo con chim ở đây nhỉ? Thế bây giờ con chim đang ở chỗ nào? Này mà cậu làm cái gì thế? Đúng rồi, ông lão không treo ở đây đâu. Thế thì treo ở đâu? Mình cũng chẳng biết nữa. Hình như ông lão có nói mấy câu gì ấy. À, mình biết ở chỗ nào rồi. Làm sao mà cậu biết được? Hãy đi theo mình. Đi. Đi nào. Ông lão ở đằng kia kìa. Đúng rồi, kia kìa. Thiệt không có gì phải gấp cả. Hãy thong thả thôi. Nếu chỉ có vậy thì chẳng cần phải vội vàng làm gì. Này, ông lão Vương đang nói chuyện với con chim anh Vũ đấy.
Các cậu có nhìn thấy không? Có con chim đấy. Bố, bố hãy quét lá đi. Bố quét đi ạ. Bố làm việc đi. Đừng vội, đừng có vội, đừng vội. Thật là không ngờ đấy. Con chim giỏi quá. Chim ơi, ai đã đưa chim đến chỗ ta thế? Có phải là do Lữ Vương hay là thần Hoa Lê đã đưa chim đến? Đúng thế không? Tất cả đều tốt. Bây giờ chúng ta về hỏi bà Tiên Cát xem rồng nhỏ còn phải làm những việc tốt gì nữa nhé. Không đúng, không đúng. Không đúng à? Thế thì ai đã đưa chim đến nơi này? Bảo bảo, bối bối, kỳ kỳ. Này, chúng ta đã dạy con chim Anh Vũ câu này đâu nhỉ? Đúng rồi. Chim nói đi, ai thế? Bảo bảo, bối bối, kỳ kỳ. Còn cả mình nữa chứ. Cậu làm sao vậy? Chim nói là tất cả chúng ta đã đưa chim đến nơi đây. Thế tại sao chim lại không đả động gì đến mình? Có hề gì đâu. Thật không phải cậu là rồng nhỏ nữa. Chúng ta hãy tìm cách cho nó một trận mới được. Đừng, đừng. Nhưng mình thấy nó kỳ lạ quá, lạ quá. Có gì mà lạ? Có phải lạ là vì nó biết kêu bố ơi, chào bố hay không nào? Không phải, tại sao có một lúc mà nó đã biết nói được bao nhiêu là chuyện? Phải rồi, đúng thế đấy, lạ thật. Tại sao lại kỳ lạ như thế nhỉ? Trừ khi cái gì? Trừ khi nó là chim thần thì mới nhanh như thế thôi. Chim thần à? Chim thần ở đâu? Nếu như chim thường thì giỏi lắm, chỉ nói được vài ba câu là cùng, cho dù có dạy dỗ kiểu nào nữa. Biết đâu nó là chẳng do người hóa ra thì sao? Chúng ta phải xem lại cho kỹ mới được. Đúng rồi. Chim nói là ở bên kia. Bên kia hả? Ở bên ấy. Bây giờ ta sẽ đi sang bên ấy. Đi nhanh sang bên đó đi ạ. Đi đi ạ. Được thôi, ta sẽ đi sang bên đó ngay. Này, đi đi thôi. Chim Anh Vũ nó đã phát hiện đến chỗ chúng ta rồi đấy. Chạy đi. Nhanh lên, nó nghe thấy hết rồi đấy. Chà, mệt đứt cả hơi. Mình sợ quá. Này anh Bảo Bảo ơi, liệu con chim nó có đuổi theo mình không nhỉ? Mà Kỳ Kỳ ở đâu rồi? Chắc nó đang chạy ở chỗ đường rẽ. Chắc thế đấy. Anh Bối Bối. Anh Bảo Bảo. Tại sao vẫn chưa thấy Kỳ Kỳ đâu cả nhỉ? Đừng lo, rồi nó sẽ đến thôi. Cậu nói cũng khéo thật đấy. Không chừng Kỳ Kỳ lạc đường mất rồi cũng nên đấy. Mình chưa hề gặp phải điều gì tồi tệ trong thế giới loài người các cậu ạ. Nếu đó đúng là chim thần thật thì mình cũng muốn nó được gặp gỡ với bà Tiên Cát chứ. Này Kỳ Kỳ đâu nhỉ? Chắc là nó sẽ trở về thôi. Không được, chúng ta phải đi tìm nó chứ. Rồi, nhanh lên. Chẳng có ai chờ mình cả. Này cô bé con, cháu làm sao thế hả? Các bạn cháu không chờ cháu ạ. Thế à, các bạn cháu đâu cả rồi? Về nhà cả rồi phải không? Thôi bây giờ ông sẽ đưa cháu về nhà nhé. Cơ mà cháu cũng biết đường ạ. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Hả, sao chim cũng quen biết cô bé này à? Nó cũng giống như bà Tiên Cát ạ. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ơi, em ở đây ạ. Xin tạm biệt ông ạ. Kỳ Kỳ, em đến đây. Em đây. Bà Tiên Cát ơi, bà hãy nói đi. Có phải con chim ở nhà ông Lão Vương cũng là chim thần không ạ? Bà hãy cho cháu biết đi bà. Bà làm sao thế?
Bà không nhận ra cháu ư? Cháu là Kỳ Kỳ, là cô bé Kỳ Kỳ bé bỏng của bà đấy mà. Bà hãy nói đi ạ. Kỳ Kỳ ơi, Kỳ Kỳ đây rồi. Này, em làm sao thế hả? Có chuyện gì thì anh nói đi. Nói đi. Bà tìm cách bị ngớ ngẩn rồi. Ngớ ngẩn làm sao? Hãy nói rõ hơn xem nào. Bà chẳng biết nói điều gì cả. Bà cũng chẳng thèm nói chuyện với em. Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta hãy thử xem sao. Nếu như bà tìm cách bị ngớ ngẩn thật thì lúc đó em khóc cũng chưa muộn cơ mà. Nhé, hãy nín đi, đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta hãy đi hỏi chuyện bà tiên cát xem. Kỳ Kỳ càng khóc thì bà càng chịu không nói chuyện đâu. Bà tiên ơi, bà có khỏe không ạ? Cháu chào bà. Bà tiên cát. Bà hãy nói chuyện đi bà. Kỳ Kỳ khóc bởi vì bà không chịu nhận ra chúng cháu đấy. Bà hãy gọi tên chúng cháu đi bà. Chẳng lẽ bà quên cả tên chúng cháu rồi hay sao? Cháu là Kỳ Kỳ. Đây là anh Bối Bối. Còn đây, đây là anh Rồng Nhỏ. Đây là Bảo Bảo ạ. Đúng thế đấy ạ. Bà hãy gọi tên chúng cháu lên đi bà. Này, con chim đã ăn no chưa? No chưa? Không no. Này, con nói được thì nói, mà không thì nói chuyện khác đi. Chà, con chim này là giả rồi, giả rồi. Sao cậu lại nói thế? Chúng ta đã biết rõ đầu đuôi gì đâu. Rõ ràng quá đi rồi còn gì nữa. Có giống như bà tin kép thật đâu. Tớ phải cho nó một trận mới được. Cậu định làm gì? Định giết nó? Không giết đi thì còn để lại làm cái gì? Có phải là bà tin kép thật đâu. Ngừng tay lại, đừng làm điều. Nếu là giả, cậu cũng không được giết nó. Thế cậu định giữ lại cái đồ giả để làm gì nhỉ? Chỉ nói được có mỗi một câu xin chào, chẳng thấy được tích sự gì cả. Mà này, nếu như đây là chim giả, thế thì bà tin kép ở đâu rồi? Bà tin kép thì... Cái gì? Cậu định nói cái gì? Có lẽ ở chỗ ông già Vương ấy. Nào, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn. Nín đi em, đừng khóc nữa. Nín đi rồi anh đi mua kẹo cho mà ăn nhé. Thế em thích cái gì bây giờ? Hay mua bánh mạch khuyên cho em nhé. Nín đi. Nào nín đi, đừng khóc nữa. Nín đi. Bực mình quá. Lúc đầu mình treo con chim ở chỗ kia chứ đâu phải treo ở đây. Có gì là khó khăn đâu. Mình cũng đang thắc mắc thế đấy. Vì nếu chim thường thì ngay một lúc nó không thể nào nói được nhiều như vậy đâu. Cái gì? Bảo Bảo, Kỳ Kỳ, Bối Bối. Lạ thật. Này Kỳ Kỳ ơi, định đi đâu thế hả? Em phải đi đòi bà tiên cát về. Thôi, đừng đi, ở nhà đi. Các anh làm gì thế? Này, em cho rằng em có thể đòi được bà tin kết về thì tại sao là phải buồn bã như thế? Cơ mà bà tin kết có biết là em buồn đâu. Mà em cũng không thích để bà tin kết ở nhà người khác. Bà ấy chắc chắn cũng sẽ buồn lắm đấy.
Không đâu. Không đâu. Thế thì Kỳ không thấy bà Tiên Cát nói chuyện với ông Lão Vương rất vui vẻ đấy sao? Nếu thế thì bà Tiên Cát là bạn thân của ông già Vương rồi. Chắc bà không thương em nữa đâu. Không phải, không phải ý anh nói như vậy. Không phải. Nào, thôi Kỳ Kỳ đừng lo nữa. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Không để bà Tiên Cát bị mất đâu. Thế nếu đem anh cho nhà khác, anh có chịu không? Tớ cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải đi đòi bà Tiên Cát về thôi. Chắc chắn là thế chứ. Chúng ta hãy bàn với Tiểu Long Nhân đã. Phải rồi. Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân ơi, cậu có nghe chúng mình đang nói gì không? Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân ơi, anh làm sao thế? Chẳng lẽ không nghe thấy gì thật à? Này, anh rồng nhỏ, bây giờ không phải là lúc để anh biến thành người gỗ đâu nhé. Tiểu Long Nhân, tỉnh dậy đi. Cậu làm sao thế? Hãy nói chuyện đi chứ. Anh nói đi, anh rồng nhỏ. Rồng nhỏ, tỉnh lại đi nào. Sao Tiểu Long Nhân cứ chơi ra như gỗ nhỉ? Hãy nói chuyện đi chứ. Mình không sao cả. Không sao cả. Thế tại sao lại lặng thinh không nói năng động đậy gì cả? Mình đang nghĩ. Nghĩ gì thế? Nghĩ tới bà Tiên Két. Anh mà cũng nghĩ tới bà Tiên Két nữa cơ à? Phải. Bà là một con chim két rất tốt. Một bà Tiên Két tốt bụng. Thế chúng ta phải đi cứu bà nhanh lên. Khoan, hãy chờ mình nói xong đã. Bà Tiên Két. Bà Tiên Két là một bà lão tốt bụng. Bà đã nói với mình rằng muốn làm cho được một việc tốt thì rất khó. Khó lắm. Tại vì bà thấy mình không kiên nhẫn dạy con chim anh Vũ học nói, nên bà đã giận mà bỏ đi rồi. Khi nào dạy được chim anh Vũ nói, bà Tiên Két nhất định sẽ trở về. Bà Tiên Két tin rằng chúng mình sẽ đem con chim anh Vũ biết nói để đổi bà Tiên Két trở về. Hay lắm, có lý đấy. Nếu thế thì bây giờ chúng ta hãy tìm cách cứu bà Tiên Két về trước đã. Sau đó chúng ta hãy dạy con chim ngốc nghếch này biết nói. Sau đó hãy đem nó đi đổi, có được không? Không được, không được. Tại sao lại không được? Bây giờ chúng ta có đến đón thì bà Tiên Két cũng sẽ không trở về đâu. Tại sao thế? Đồ ngốc, có thế mà cũng không biết, hỏi mãi. Anh ngốc thì có. Kỳ Kỳ này, chả lẽ em không hiểu thật ư? Người nào muốn người khác làm việc tốt thì họ cũng không quên làm việc tốt đâu. Thế tại sao bà Tiên Két lại không tự làm mà lại bảo anh phải làm việc tốt? Thế theo các cậu thì bây giờ phải làm gì? Phải làm gì nào? Nói đi Tiểu Long Nhân. Này, theo mình thì thế này nhé. Bây giờ chúng ta hãy dạy cho con chim lốc nghếch này biết nói cái đã. Sau đó hãy đem đổi chỗ cho bà Tiên Két. Phải, tuột lắm. Hoan hô. Này, hãy gọi đi. Gọi bố ơi, bố ơi. Gọi bố ơi đi. Gọi đi chứ. Nào. Bố ơi, bố ơi. Thôi, tại sao cứ bắt phải gọi bố ơi mãi thế nhỉ? Thôi dạy câu khác đi, đổi đi. Nào hãy nói nhé. Bố ơi, chào bố. Bố ơi, xin chào. Chà, tại sao lại lạ thế này nhỉ? Nào, nói đi. Bố ơi. Bố ơi. Nói đi chứ. Chà, chưa thấy con chim nào ngốc nghếch đần độn như con chim này. Đến bây giờ cũng chỉ nói được có mỗi xin chào. Mà này, hôm trước nó đã biết gọi bố ơi rồi cơ mà. Tại sao lạ thế nhỉ? Nói được bố ơi thì lại quên mất xin chào. Nói được xin chào thì lại quên mất bố ơi. Lạ thật. Bà Tiên Két ơi, bà đang ở đâu ạ? Bà ơi, bà ở đâu?
Con của ta. Bà ơi. Bà ơi, bà ở đâu thế? Ta ở đây. Bà Tiên ơi. Bà Tiên, cháu nhớ bà. Bà biết. Cháu nhớ bà. Kỳ Kỳ, Bảo Bảo, Bối Bối cũng nhớ bà. Chúng cháu nhớ bà lắm. Bà biết cả. Bà ơi, chúng cháu đều nhớ bà lắm. Bà... Bà biết. Cháu ạ, nhưng đang làm việc tốt thì không thể bỏ giờ giữa chừng được. Thế cháu phải làm sao để hoàn thành những việc tốt hả bà? Được, sẽ được. Con chim ấy ngốc nghếch lắm. Có những lúc càng gặp việc khó, càng phải bền lòng, cháu ạ. Bây giờ, ta có thể dạy cho cháu cách làm. Cháu hãy cắt sừng rồng trên đầu, cho con chim ăn một chút để nó có được sự linh thiêng trước đã. Cháu không sợ gì cả, chỉ cần làm sao để bà được trở về là được rồi ạ. Cháu ạ, muốn cắt sừng rồng, trước hết cháu phải có lòng can đảm, phải có lòng thành thì mới có linh nghiệm. Hai nữa là đừng bao giờ coi con chim đó là ngốc nghếch. Nó không hề ngu ngốc đâu, hãy nhớ cho kỹ điều đó. Chỉ phải biết kiên tâm bền chí mới thành công được cháu ạ. Bà ơi, cháu đã hiểu. Ta đi đây. Ta chờ các cháu đến đón ta về. Các cháu đến đón ta nhé. Nhớ đấy. Bà Tiên Kết ơi, bà lại ở đâu rồi? Bà hãy nói đi. Bà nói đi. Cháu phải làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ ạ? Bà hãy nói đi. Cháu nhớ bà quá. Này Bảo Bảo ơi, cậu hãy giúp mình một tay. Cậu hãy đập đi. Không không, nhanh lên đi chứ. Không không, mình không dám đâu. Cậu hãy giúp mình đi, Bối Bối. Mình ấy à? Mình cũng không dám. Thế còn Kỳ Kỳ? Em cũng không dám ạ. Hãy giúp anh đi nào. Không, em không dám thật mà. Chà, tại sao không ai chịu nghe tôi cả thế này? Tối hôm qua bà Tiên Kết đã đến đây. Bà đến đây thật đấy. Sao lại không ai chịu tin lời tôi nhỉ? Hôm qua bà Tiên Kết đã nói với mình rằng không được chửi mắng học trò của chúng ta, tức là con chim xanh mà chúng ta đang dạy nó học nói ấy. Các cậu có hiểu không? Nếu các cậu không chịu giúp mình thì mình sẽ làm lấy vậy. Đừng làm thế. Để mình giúp. Thế thì hãy giúp đi. Nhưng lỡ cậu bị đau thì sao? Không sao, mình không sợ. Bà Tiên Kết đã nói rồi, làm việc gì cũng phải có lòng dũng cảm mới được. Này Kỳ Kỳ, hãy băng lại ngay đi em. Anh Tiểu Long Nhân, anh có đau không? Được rồi, cừ quá. Nào, ăn no rồi chứ? Đi đây đi đó mãi, bây giờ thì phải về nhà thôi. Này, đi nhanh lên đi. Ông lão Vương. Sao các cháu lại quay lấy lão như thế này? Có chuyện gì thế hả? Đừng làm con chim quý của ta phải sợ đấy. Ông ơi, ông hãy xem này. Ông ơi. Sao? Con chim anh Vũ này ở đâu ra thế hả? Đây là các chú ở Thảo Cầm Viên đã tặng cho chúng cháu đấy ạ. Ông ơi, thế ông có dám đem con chim này thi với con chim của chúng cháu không ạ? Không được đâu. Con chim của các cháu có gì hay đâu mà đòi thi. Thôi hãy đem về đi.
Bố ơi, chào bố. Chào bố, chào bố ạ. Ông ơi, con chim của chúng cháu có đúng là chim thần không ạ? Ông ơi, hãy đem Thi với chúng cháu đi ông. Ông ơi, chúng ta đến đó đi. Phải, ở chỗ cổng vườn đó ông. Được, hãy đi theo ông. Đến đó để thi à. Các cháu muốn cho hai con chim thi tài phải không? Dạ đúng. Ngay chỗ này nè. Chờ một chút, đã thi đấu thì phải công bằng chứ. Hai con chim sẽ để cho một người khác mỗi tay một con. Những người khác tránh ra xa một chút. Các cháu định thi đấu thật sao? Dạ đúng. Thì đây, cháu hãy xách con chim của ta đi. Cháu đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bước. Đây, ngay chỗ này. Được, tùy các cháu. Ba ơi, chào ba. Ba ơi, chào ba. Đây chỉ là chim anh Vũ học nói thôi. Nè, con bướm kia hụt mất rồi. Nè, con chim của các cháu còn phải học nữa đó. Ý, để đi chứ nó bay ra kìa. Thôi, thôi, thua rồi. Vậy mà cũng gọi là chim thần. Thôi, để ông đem con chim của ông về vậy. Ông ơi, thua xong mà. Còn phải thi nữa, sao ông lại bỏ cuộc? Các cháu còn muốn thi gì nữa? Thi môn gọi là vượt dòng nữa. Còn chim ấy mà còn lại thi thố gì nữa? Thôi được, chiều ý các cháu, thêm một lần nữa. Nhưng ông chắc chắn con chim của các cháu lại thua nữa cho mà xem. Chưa chắc đâu ông ơi. Ý, coi chừng. Coi chừng, coi chừng. Có thế mà cũng không biết. Nào đưa cho ông đi. Ý, ý, ông ơi, ông ơi. Hả? Các cháu đổi rồi phải không? Dạ đâu có. Dạ đâu có, con chim này mới là của ông. À, phải. Đây mới chính là con chim của ông. Sao ông lại biết nó là của ông? Bởi vì nó là con chim thông minh nhất. Nhưng mà thi chưa xong mà ông. Con phải thi nữa chứ anh. Các cháu còn muốn thi môn gì nữa đây? Dạ, thi nói nhanh. Không phải, thi nói không ngậm mới đúng. Cũng không phải, thi nói nhanh mà không lách. Được, đúng rồi. Nào, chuẩn bị. Bà Tiên Trắc ơi, nói nhanh lên. Lắp ba, lắp bắp. Ba ơi, nhanh. Ba ơi, chào ba, ba ơi, chào ba, ba ơi. Lắp bắp, nói nhanh, lắp bắp, nói nhanh. Ba ơi, xin chào. Ba ơi, xin chào. Chà, đây mới là con chim của ông. Con chim quý quá đây mà. Thắng chưa, thắng chưa? À, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Con chim giỏi quá. Nào, chúng ta hãy đi về nhà thôi. Chào ông, tạm biệt ông. Tạm biệt ông. Chào các cháu. Tạm biệt ông, tạm biệt ông. Tạm biệt ông. Bà Tiên Trắc ơi, cháu muốn có thật nhiều sách để mỗi lần thi đều được 100 điểm. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, cháu muốn được ra phố để xem thật nhiều chứ. Cháu muốn có một bộ quần áo đẹp và chiếc băng đô cài đầu thiệt đẹp. Còn cháu thì cháu muốn có một thứ thuốc gì uống vô để cho mình trở nên thật gan dạ. Bà ơi, được, chào các cháu. Bà có biết chúng cháu ở đâu về không? Bà có biết không bà? Biết, biết, bà biết cả. Bà biết, bà cũng nhớ các cháu lắm chứ. Nhớ bảo bảo bối bối kỳ kỳ của bà. Chúng cháu nhớ bà lắm thiệt đó bà ơi.
gì vậy ạ? Đúng, tại vì cháu là một cô bé con mà. Cho cháu đi bà đi. Bối bối, cháu định làm gì thế? Cháu thì như vậy ạ. Nào, cháu lại đây. À, quan hô, quan hô. Này, Tiểu Long, cháu. Bà ơi, cháu thấy thế này cũng chưa làm xong việc tốt đâu. Ông già Dương tội nghiệp lắm. Tụi cháu đều mong ông ấy có thể vui hơn. Cho nên, bà biết, ba việc tốt đó cũng là để xem cháu là người như thế nào đó thôi. Dạ, đúng đó bà. Nó vậy thì rồng nhỏ đã thành người rồi, có phải không bà? Đúng không bà? Bà ơi, có thật không bà? Phải, phải. Rồng nhỏ đã làm xong ba việc tốt, hoàn toàn có quyền trở thành người. Đúng vậy rồi. Wow, rồng nhỏ được trở thành người rồi. Bà ơi, bà hãy biến cho rồng nhỏ lại đi bà. Nhanh lên bà giúp Tiểu Long đi bà. Không, không, bây giờ thì chưa được. Phải chờ đến đúng nửa đêm, giờ tí mới có thể có được khả năng đó. Giờ tí là gì hả bà? Tức là 12 giờ đêm đó mà. Đúng, cháu đợi. Cháu cũng đợi. Cháu cũng vậy. Vậy đi thôi. Bối bối, Kiki, vậy đi thôi. Bà tiên két. Nè, nhẹ nhẹ chứ. Rồi, đừng sốt ruột, sắp tới rồi. Nào, đến đây, bảo bảo, bối bối, các cháu đừng có căng thẳng quá như vậy. Dạ, cháu không sao đâu mà, chỉ có bàn tay ra chút mồ hôi thôi. Không bà ơi, có phải cháu không thành người được không bà?
Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sốt ruột. Có đúng không anh ta? Đừng có sốt ruột mà. Có đúng là cháu không quá nổi thành người không bà? Từ từ, bình tĩnh nào. Bà Tiên Cát ơi, hãy nói cho cháu biết đi. Chà, chuyện gì lạ lùng như thế này? Có phải là chưa đến giờ không? Phải mà, chuông đồng hồ điểm rồi mà. Thôi cháu của ta đừng có khóc, hãy nín đi, nín đi, nín đi. Chúng ta phải nghĩ được cách chứ. Không biết chuyện gì đã xảy ra như thế này. Chà, đây mới thật là tiếng chuông. Đây mới thật là tiếng chuông đồng hồ điểm giờ. Không, không, bà hãy nói đi. Nào, gần nhỏ, hãy nói đi. Nói đi, nói đi. Nói đi, nói đi. Không, mình nghĩ mình muốn. Nói đi, nói nhanh lên. Tại sao lại không thể nói chứ? Nói đi. Không, tôi không, tôi không. Nào, nói đi. Anh rồng nhỏ, mạnh dạn lên đi chứ. Chẳng biết nữa. Nói đi, có phải con người chỉ cần hô biến là biến được không? Đúng thế, mà chỉ trong chớp mắt thôi đó nha.
Chính vậy, xem ra tôi cũng có hy vọng chứ chẳng đùa đâu. Cứ xem Tiểu Long đó, nó biến thành người dần dần từng bước một kia. Còn gì nữa, người trong thiên hạ ai chẳng muốn xinh đẹp. Phải, tranh cãi hồi lâu rồi cũng chưa ngã ngủ được. Nhưng tôi vẫn thấy mình có hy vọng. Bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy rồng nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh, rồi mới trở thành người được. Tôi cũng có thể phát sáng đây nè. Các bạn xem nè, ánh sáng của tôi thế nào, thấy rõ không? Chà, rồng nhỏ mới đẹp làm sao. Cứ y như là hoàng tử con vua đó không bằng. Chỉ tiếc là chưa có một nàng công chúa thôi. Chà, quý vị có gì mà đắc ý vậy? Hoàng tử nào? Chính mắt tôi trông thấy cậu ta đã rụng đuôi, biến thành một đứa con trai có cái mông cọc lóc ấy mà. Nói bậy, cậu ấy không phải là đồ cục đuôi. Đích thực cậu ấy là hoàng tử khôi ngô mà. Phải, chính cậu ta là cậu bé cục đuôi. Ý, mà cậu ấy đâu rồi? Sao chỉ thoáng một cái đã biến mất rồi? Tôi nhớ cậu ta quá, muốn được nhìn thấy cậu ta quá. Đừng lo, bà tiên két vừa mới đem bọn trẻ đi đó mà. Chút xíu nữa sẽ dẫn chúng về thôi. Hôm nay là ngày lễ hội, ngày lành tháng tốt mà. Thật vậy sao? Vậy thì hay quá. Tôi lại có thể nhìn thấy rồng nhỏ rồi. Đừng sốt ruột, chính là bà tiên két đã dẫn họ đi. Chính mắt tôi thấy mà. Không nói dối quý vị đâu. Các vị hãy tin tôi đi, tôi nói thiệt mà. Rồi họ sẽ trở về cho mà xem. Rồng nhỏ. Nè rồng nhỏ. Bà tiên két ơi, bà ấy làm sao vậy? Đừng lo. Các cháu xem đây. Có phải vậy không? Bà ơi bà. Nè rồng nhỏ, cháu thấy thế nào? Đuôi của cháu biến mất rồi. Bà tiên két ơi, cháu không còn đuôi nữa. Đúng, biến mất rồi. Đuôi rồng nhỏ biến mất rồi. Quang ngâu. Nè, cháu của bà làm sao vậy? Bà ơi, cháu muốn soi gương xem như thế nào. Đúng. Nhưng ba của mình đang ngủ trong phòng. Đừng có làm ba mình thức dậy đó nghe. Mình muốn được nhìn thấy chính mình. Được rồi, các bạn sẽ ở lại đây. Chỉ có một mình cháu đi thôi. Nhưng phải nhẹ nhàng nghe chưa? Được rồi, bây giờ cháu đi đi.
Đi đi cháu. Nhớ nha, nhẹ chân thôi nha, kẻo ba mình thức dậy đó. Sao thế nào? Đẹp chứ? Anh rồng nhỏ đẹp không? Đẹp rồi mà. Sao cháu lại không vui? Tại sao trên đầu cháu vẫn còn hai cái sừng? Cháu không thể giống như các bạn được sao? Cháu à, việc gì cũng phải có đầu có đuôi. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, không thể chốc lát mà xong được đâu. Vậy thì cháu cũng sẽ đem cắt cặp sừng đi. Sừng rồng trên đầu cháu phải cắt bỏ dần dần, dần dần. Không, cháu sẽ cắt sừng đi. Cháu à, không thể làm như thế được đâu. Cháu cắt sừng đi, nó lại mọc lại, mà lại còn mọc dài hơn đó. Vậy làm sao được hả bà? Cặp sừng rồng trên đầu cháu, nó có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc, thậm chí còn có thể đem lại sự sống cho người ta nữa đó. Có đúng không bà? Đúng vậy. Vậy thì cháu phải làm sao mới có thể giúp đỡ người khác? Làm sao mới đem lại niềm vui cho mọi người? Cháu phải làm việc đó bằng chính trái tim nhân hậu của mình. Trái tim nhân hậu? Cháu phải tìm lời giải đáp lý sao? Đúng vậy. Cháu phải nhớ, do đâu mà cháu đã rụng được cái đuôi rồng thì sẽ hiểu được phải làm thế nào mới bỏ được sừng rồng. Bà ơi, vậy còn hồi nãy bà dặn cháu muốn ước điều gì lúc đồng hồ đánh chuông 12 giờ thì có liên quan gì không bà? Tất nhiên là có liên quan rồi. Nếu như lúc đó cháu có một điều ước, chẳng hạn cháu định làm việc gì nè, cháu mong muốn việc gì, thì sau khi đồng hồ đánh chuông xong, cháu có thể đạt được nguyện vọng của mình. Vậy thì bây giờ cháu ước có được không bà? Không. Không, không kịp nữa rồi. Cháu chỉ còn cách là thực hiện mong muốn bằng chính sự cố gắng của mình. Tất cả các cháu bé ngay từ nhỏ đã phải có một ước mơ của mình. Đó chính là hướng đi của cháu đó. Vậy thì ngay bây giờ cháu đi tìm một mục tiêu có được không bà? Muốn điều gì hả? Để mình nói giùm cho. Lớn lên làm lái xe. Đúng rồi, cháu thích làm lái xe. Xe chạy thiệt là nhanh. Ngày mai là cháu được đi chơi phố rồi, phải không bà?
để mình nói cho, mình cũng muốn ướt vậy, cháu cũng vậy, cháu cũng vậy, cháu nữa. Từng đứa nói từ từ thôi. Cháu thích làm người bán kem, cháu thích làm người bán giày. Bán kem hay hơn, bán giày chứ. Bán kem hay hơn, không, bán giày, không. Để cháu mà. Thôi, được rồi. Để cho rồng nhỏ tự mình suy nghĩ mới được chứ. Ngày mai là cháu được đi chơi phố rồi. Cháu sẽ được nhìn tận mắt thế giới sôi động. Sau đó, hãy nêu ra một điều ước phù hợp nhất. Được không hả? Nhất định cháu sẽ nêu được một điều ước hay nhất. Đây không chỉ là chuyện ước, mà còn phải xem cháu làm. Phải làm thì ước mới thành hiện thực chứ. Cháu hiểu rồi thưa bà. Được, vậy thì bà yên tâm rồi. Bà Tiên ơi, nhưng mà ngày mai cháu không muốn mặc quần áo này nữa đâu. Bà đã lo việc này rồi. Ngày mai ta sẽ mặc toàn những quần áo đẹp nhất. Cháu nói đi, cháu thích mặc quần áo như thế nào hả? Bà hỏi cháu thì cháu cũng không biết nữa. Quần áo dài, mặc áo đầm. Mặc áo dài chứ, mặc áo đầm. Thôi được, từng người một nói. Bà đã dặn mãi rồi, tuần tự. Nào Kỳ Kỳ nói đi. Cháu thấy mặc áo đầm là đẹp nhất. Cười cái gì, không phải sao? Bây giờ rồng nhỏ đâu còn đuôi nữa, đã là một cậu bé đẹp trai rồi, phải không nào? Các cháu xem kìa. Sở dĩ rồng nhỏ phải mặc quần áo dài vì bạn ấy sắp được đi chơi phố rồi. Được rồi, rồng nhỏ, cháu hãy đứng im nha, đừng có động đậy nha. Ý cha, nhiều túi quá. Đẹp quá ta. Chà, tuyệt đẹp, diệu kỳ. Cháu thích quá bà ơi. Cảm ơn bà nhiều. Scott AGS, trường Úc 100 năm đã có mặt tại Việt Nam. Đăng ký tuyển sinh từ lớp 1 đến Scott AGS, trường Úc 100 năm đã có mặt tại Việt Nam. Đăng ký tuyển sinh từ lớp 1. Coi kìa, cái túi áo thiệt là lớn, đựng được cả cái dĩa nữa đó. Vậy còn cái túi sau đựng cái gì đó? Các anh coi kìa, chỗ kia còn một cái túi nữa kìa, thấy chưa? Cháu có thích không nào? Cháu thích lắm bà Tiên ơi. Cảm ơn bà.